Đúng 3 ngày tới, trời thương Phật độ, năm con giáp bỗng trúng số cực đậm, đổi đời bất ngờ, tiền vàng ngập két. Xin được chúc mừng năm con giáp có tên dưới đây. Bởi chỉ cần trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, các bạn sẽ được trời thương Phật độ, làm gì cũng sẽ được may mắn và thành công. Trong 3 ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, các bạn sẽ bất ngờ gặp được cái vận may về công danh, sự nghiệp, tài lộc. Hễ bước chân ra đường là gặp được quý nhân, mua hàng thì cơ hội bốc thăm trúng thưởng, đi làm thì được cấp trên cất nhắc khen thưởng, đồng nghiệp quý mến giúp đỡ, lại được trời thương Phật độ nên công danh sự nghiệp được thăng tiến, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc thì rủng rỉnh, chỉ đếm thôi cũng đã thấy mỏi tay rồi. Đối với những người mà độc thân, trong khoảng thời gian này ra đường rất dễ gặp được những người tâm đầu ý hợp, còn đối với các cặp đôi thì tình cảm ngày càng thêm được bền chặt, khăng khít và hạnh phúc bên nhau. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, nó rơi vào ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch đến ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch. Đó. Và con giáp đầu tiên may mắn trong 3 ngày tới, đó là những người tuổi tuổi Tỵ. Nói chung ấy, những người tuổi Tỵ trong 3 ngày tới thì được nhiều cát tinh, nó chiếu mệnh, nó hội họp, nó báo về. Vậy nên những người tuổi Tỵ sẽ đón nhiều cái cát khí. Vận trình trong 3 ngày tới nhờ thế mà cũng được trôi chảy hơn. Con đường công danh sự nghiệp thì tiến triển rất là tốt đẹp. Con giáp này nếu mà đang ở những cái vị trí làm công ăn lương ấy, thì sẽ có một cái thời điểm làm việc suôn sẻ, gặp nhiều cái niềm vui trong cuộc sống. Với cái tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình cũng giúp bạn được đánh giá cao. Về cơ bản ấy, thì những người tuổi Tỵ sẽ không gặp quá nhiều cái khó khăn, quá nhiều cái vấn đề trong cái thời gian này. Tuy trước mắt vẫn còn nhiều cái thử thách, nhưng mà với cái ý chí mạnh mẽ của mình thì những người tuổi Tỵ vẫn hoàn toàn có thể là vượt qua được từng bước, xây dựng riêng cho mình một cái sự nghiệp vững chắc. Thêm nữa, cái chuyện tình cảm trong thời gian này thì cũng được cát vận nó che chở. Nó đặc biệt tốt với những người đang còn độc thân. Vận đỏ vây xung quanh trong cái thời điểm này cũng khiến cho những người tuổi Tỵ có thể gặp được những người mình yêu trong cái tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì bản mệnh và đối phương có thể là gì? Để lại trong tâm trí nhau những cái ấn tượng sâu sắc. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho những người tuổi Tỵ thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Kính thưa quý vị, những người tuổi Mùi có thể gặp nhiều may mắn trong cái thời gian này do được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Không gian phát triển hiện tại lại vô cùng là phù hợp với cái năng lực của những người tuổi Mùi và cũng có nhiều cái hứa hẹn, nên là các bạn có thể thoải mái mà phát huy cái năng lực cũng như là cái thế mạnh của mình. Nếu làm tốt công việc, những người tuổi Mùi rất dễ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên và cái sự khâm phục của đồng nghiệp. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì là một cái thời điểm mà tài chính của những người tuổi Mùi cũng được ổn định và không cần phải lo lắng quá nhiều. Dù tiền bạc rủng rỉnh nhưng mà các bạn cũng đừng nghĩ đến việc chi tiêu, thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì các bạn nên là gì? Thanh toán khoản nợ trước đó để ăn Tết được ngon nghẻ, bình an. Đó. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh. Vậy nên là ấy, nó cho thấy những người độc thân trong thời gian này có nhân duyên khá là vượng. Các mối quan hệ của con giáp này cũng phát triển một cách là hài hòa. Nếu những người tuổi Mùi mà chịu mở lòng mình hơn với mọi người xung quanh thì rất có thể bản mệnh sẽ tìm được những người tâm đầu ý hợp ngay trong thời điểm này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi mang lại may mắn tài lộc cho những người tuổi Mùi trong thời gian tới. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 dương lịch, tức là nó sẽ rơi vào ngày mùng 8 tháng 12 đến ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch, thì là cái quãng thời gian vô cùng may mắn đối với những người tuổi Thân. Thì dường như mọi thứ, mọi phương diện, mọi cái kế hoạch cuộc sống của những người tuổi Thân ấy đều có những cái bước chuyển đáng kể.
mọi khúc mắc cũng đã được giải quyết nhanh chóng. Lại thêm được cái cục diện là quý nhân tương trợ giúp đỡ soi chiếu, nên là công việc của các bạn thì cũng tiến triển một cách thuận lợi trong cái khoảng thời gian này. Nhờ có mối quan hệ xã giao hài hòa nên các bạn cũng sẽ được mọi người ủng hộ, quý nhân giúp đỡ, khiến cho nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy thì cũng có cách giải quyết phù hợp. Thời điểm này cũng rất thích hợp để bắt tay vào thực hiện những cái việc mà các bạn lên kế hoạch từ lâu. Bên cạnh đó, phương diện tài chính cũng có những cái dấu hiệu phát triển đáng mừng. Các bạn có mối quan hệ xã giao rộng rãi nên làm quen được với nhiều đối tượng khách hàng, với nhiều đối tượng đối tác triển vọng. Đôi bên hợp tác rất là ăn ý, hứa hẹn đem về một cái khoản tiền kha khá. Những người độc thân trong thời gian này cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ được một người phù hợp với mình. Nói chung ấy, được cát tinh nó chiếu mệnh lại được trời thương Phật độ, nó đem tới cho các bạn những cái cơ hội tốt về làm ăn cũng như là cái vận đào hoa. Các bạn sẽ trở nên nổi bật hơn dù các bạn xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Vậy nên trong thời gian này, những người tuổi thân hãy mở lòng mình ra đón nhận những cái cơ hội làm ăn và cơ hội tình duyên đến với mình. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, tức là ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch ấy, thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Sửu. Kính thưa quý vị, những người tuổi Sửu trong thời gian này được cát tinh soi chiếu, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Sửu ấy sẽ đón nhận những cái tín hiệu tốt lành ở phương diện công danh sự nghiệp cũng như là tài lộc của mình. Bản mệnh đang có những cái cơ hội khá là tốt để thăng tiến khi mà được cấp trên ưu ái dành cho những cái cơ hội cũng như là tạo điều kiện thuận lợi trong cái không gian phát triển của các bạn. Thêm nữa lại được trời thương Phật độ nên là sẽ có rất nhiều cái hứa hẹn. Có thể trong khoảng thời gian tới, bản mệnh sẽ gặt hái được không ít những cái thành công cho cái công việc của mình. Dấu ấn của các bạn trong tập thể thì ngày càng được khẳng định rõ ràng. Đây là cái tín hiệu đáng mừng cho thấy là cái mục tiêu của các bạn sắp trở thành hiện thực. Vậy nên những người tuổi Sửu hãy duy trì cái phong độ này lâu dài. Cái phần thưởng của các bạn trong thời gian này thì cũng cực kỳ là hậu hĩnh. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, vậy nên con đường tình duyên của những người tuổi Sửu khá là hanh thông. Vận đào hoa thì nở rộ, những người độc thân dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều có thể tìm thấy cái nửa kia phù hợp. Các cặp đôi tìm lại được cái cảm xúc yêu đương ngọt ngào như cái thuở ban đầu. Một chút chia xa cũng sẽ giúp cho bản mệnh và đối phương cảm thấy trân trọng cái tình yêu của mình hơn nữa. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Dần nói chung là có một khoảng thời gian vượng tài vượng lộc nhờ có nhiều cái cát tinh hậu thuẫn. Dù thời gian vừa qua có nhiều cái biến cố xảy ra với những người tuổi Dần, nhưng mà nhìn chung ấy, các bạn vẫn giữ được cái sự ổn định. Bên cạnh bạn còn có sự nghiệp đồng hành, cứ làm việc chăm chỉ thì cái việc tiền bạc nó cũng sẽ là chuyện nhỏ. Thêm nữa, cái chuyện làm ăn kinh doanh càng về cuối năm thì lại càng trở nên tốt đẹp hơn. Tiền bạc thì không ngừng đổ về túi. Đấy, con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng, nhạy bén với cái thị trường nên là cũng sẽ nắm bắt được cái thị hiếu của khách hàng rất là tốt. Từ đó, bản mệnh có thể nhanh chóng đưa ra những quyết định chính xác và vượt xa đối thủ, giành cái lợi thế cho mình. Thêm nữa, trong thời gian này lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là cái vận đào hoa nó vượng. Đấy, nó mang đến cái chuyện nhân duyên tốt đẹp. Nói chung những người tuổi Dần ấy, và nửa kia thì không phải trải qua nhiều cái mâu thuẫn. Đấy, còn những người độc thân thì nói chung ấy cũng sẽ tìm được cái đối tượng ưng ý với mình trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại
0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn thì được cát tinh che chở, giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Thìn sẽ có một cái khoảng thời gian cực kỳ là vượng vận. Đấy. Mọi thứ diễn ra thì nhẹ nhàng và suôn sẻ với những người tuổi Thìn. Các bạn làm việc quá thư thả, không chịu quá nhiều cái áp lực trong công việc. Về cơ bản thì con giáp này xử lý nhanh gọn mọi vấn đề gặp phải vì đều nằm trong cái khả năng cũng như là gì, không có điều gì làm khó được những người tuổi Thìn trong thời gian này. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới cũng rất có lợi cho những người tuổi Thìn mà đang mong muốn cầu chức cầu danh. Con giáp này sẽ gặp được nhiều cái may mắn trên cái chặng đường tranh đua về quyền lực và mở rộng cái đường công danh sự nghiệp của mình. Nhờ có sự ứng biến linh hoạt cộng thêm cái cách xử lý sáng tạo nên những người tuổi Thìn có thể gây được ấn tượng với cấp trên về cái năng lực làm việc của mình. Thêm nữa, lại được cục diện thổ kim tương sinh, nó cũng báo hiệu một cái thời điểm vượng vận quý nhân, vượng vận nhân duyên. Đó. Những người tuổi Thìn thì hoàn toàn có thể tranh thủ cái cơ hội này để bày tỏ tình cảm với những người khác giới. Đó. Và tham gia những cuộc hẹn hò gặp gỡ với những người mình muốn gặp. Bên cạnh đó thì tình cảm gia đình cũng ngày càng khăng khít, các thành viên thì luôn quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng. Thưa quý vị, vậy là trong 3 ngày tới thì chúng ta sẽ có 6 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, đấy, rước lộc về nhà. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tỵ, 2 tuổi Mùi, 3 tuổi Thân, 4 tuổi Sửu, 5 tuổi Dần và 6 là tuổi Thìn. Đó là 6 con giáp rước lộc về nhà, ăn Tết giàu to. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.